vừa qua, chương trình Radio Kim Inasterinai bất ngờ thông báo về sự xuất hiện của một khách mời đặc biệt, đó chính là V, thành viên nhóm nhạc đình đám BTS. Thông báo đột ngột từ chương trình đã khiến những người hâm mộ vô cùng bất ngờ và háo hức cho sự kiện này. Cụ thể, theo thông báo của phía chương trình, V sẽ trở thành DJ đặc biệt của chương trình trong 2 ngày liên tiếp. Đây cũng chính là một trong những hoạt động solo của V sau khi BTS công bố tạm dừng hoạt động nhóm trong thời gian tới. Những người hâm mộ kỳ vọng sẽ có thể được trò chuyện riêng với nam thần tượng trên sóng radio, đồng thời nghe những ca khúc mà anh lựa chọn cho chương trình lần này. Cách đây một tuần, V từng ghi dấu ấn khi trở thành gương mặt bìa của tạp chí Vogue của Hàn Quốc số tháng 10. Đây cũng là cột mốc lớn trong sự nghiệp của nam thần tượng khi anh trở thành thành viên đầu tiên của BTS sở hữu trang bìa solo trên tạp chí uy tín này. Nam diễn viên Ryan Reynolds đã thông báo sự góp mặt của tài tử Hugh Jackman trong phim bom tấn Deadpool phần 3 thông qua một đoạn băng. Theo đó, Hugh Jackman sẽ đảm nhận vai Wolverine huyền thoại. Sau bom tấn Logan, đây là màn tái xuất đầu tiên của nam tài tử người Australia trong vai Wolverine. Theo đó, Ryan Reynolds cho biết anh đã nỗ lực để chuẩn bị cho lần xuất hiện đầu tiên của Deadpool tại vũ trụ Marvel. Tuy nhiên, nam tài tử thừa nhận dù nỗ lực nhưng vẫn không có ý tưởng nên anh đã nhờ đến người bạn thân Hugh Jackman. Trong sự nghiệp của mình, Hugh Jackman đã thủ vai Wolverine trong tổng cộng 8 bộ phim X-Men trước đây và Logan là lần cuối cùng tài tử này đeo bộ móng vuốt của Wolverine. Trên phim và trong truyện tranh, Wolverine được biết đến nhiều nhất với việc liên tục phá vỡ bức tường thứ tư và theo chủ tịch Marvel Studios, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong đa vũ trụ. Hai nam tài tử Reynolds và Jackman đã có một lịch sử đồng hành cùng nhau, vì thế người hâm mộ rất mong chờ sự góp mặt lần này của Jackman trong bom tấn mới của Marvel. Trên sân khấu ở Florida, Mỹ, mới đây nữ ca sĩ Lizzo đã diện trang phục với những đường cắt xẻ táo bạo, mặc cho không ít người thường xuyên buông lời miệt thị ngoại hình của cô, nữ ca sĩ đã có những đáp trả đành thép và hùng hồn. Theo Daily Mail, mới đây Lizzo đã có màn trình diễn lớn tại Florida, nằm trong khuôn khổ quảng bá cho album thứ tư mang tên Special. Trên sân khấu, Lizzo diện trang phục gợi cảm với những đường cắt táo bạo. Nữ ca sĩ 34 tuổi cho biết, dù hay phải nhận những lời miệt thị ngoại hình, cô vẫn bỏ ngoài tai và tự tin với cơ thể của mình. Để thể hiện sự đồng cảm với những phụ nữ có cơ thể ngoại cỡ giống mình, Lizzo đã sản xuất chương trình thực tế Lizzo's Watch Out for the Big Girl với hy vọng tìm kiếm những vũ công có thân hình quá khổ. Chương trình đã giành được giải Emmy hạng mục chương trình truyền hình xuất sắc nhất. Lizzo là ca sĩ rapper người Mỹ gốc Houston có làn da nâu đặc trưng. Cô là nghệ sĩ tài năng từng chiến thắng 3 trong 8 đề cử giải Grammy năm 2020. Nhóm nhạc Spy Girls bất ngờ thông báo sẽ cho ra mắt phiên bản mới, mở rộng hơn của album Spy World. Đây là album mang tính biểu tượng, đánh dấu mốc sự nghiệp rực rỡ của nhóm nhạc nữ huyền thoại nước Anh một thời. Album lần này cũng sẽ bao gồm những bản hit của 5 cô gái, bao gồm Spice Up Your Life, Too Much và Stop. Ngoài những ca khúc cũ đã có trong album trước đó, Spy World phiên bản kỷ niệm 25 năm sẽ bao gồm một ca khúc hoàn toàn mới, ca khúc mang tên Step To Me và là một sản phẩm nằm trong chiến dịch quảng cáo của Pepsi. Chưa dừng lại ở đó, phiên bản demo của Step To Me cùng với một số ca khúc được thu âm trực tiếp từ những concert của Spice Girls vào năm 1997 và 1998 cũng sẽ được thêm vào album lần này. Sau album biểu tượng, Spice Girls đã có bộ phim của riêng mình mang tên Spy World, bộ phim thu về 100 triệu đô la Mỹ trên toàn thế giới. Ngoài ra, nhóm cũng có chuyến lưu diễn cùng tên vào năm 1998, biểu diễn trước 2 triệu người hâm mộ trên khắp Bắc Mỹ và châu Âu.